Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MP. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách các chi tiết các bước từ rút luôn đến chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có 3 bước chính như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ rút luôn từ web hoặc app về sàn MSC. Thì video trước cùng mình cũng đã giới thiệu cái bước này rồi. Tuy nhiên, có thể là mình sẽ cắt một phần để giới thiệu lại cho các bạn. Bước thứ hai là chúng ta sẽ bán luôn ra USD trên sàn MSC, và bước cuối cùng là chúng ta sẽ bán USDT ra Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng. Thì các bạn đang vướng cái bước thứ ba này, thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho đến khi tiền về tài khoản ngân hàng các bạn nhé. Các bạn đăng ký một tài khoản như này để chúng ta rút về. Đấy, thì khi mà rút về thì các bạn sau khi đăng ký tài khoản, các bạn rút về bằng cách là các bạn vào Asset này, chọn Account, nó sẽ ra cái trang mình đang hiển thị ở đây. Thì ở dưới chỗ mục tìm kiếm này, bạn sẽ gõ luôn, rồi bạn chọn Deposit, các bạn copy cái địa chỉ này đó, sau các bạn sẽ chuyển sang phần luôn này để chúng ta tiến hành rút các bạn nhá. Để thực hiện rút thì chúng ta sẽ vào Wallet, vào Send để gửi. Đây là số lượng các bạn nhá, thì mình sẽ gửi 122 luôn luôn. Đấy, sau đấy bạn chọn Next. Nó hỏi là bạn đã chắc chắn cái vấn đề này chưa, thì bạn chọn Confirm. Sau đấy bạn sẽ dán cái địa chỉ zip mà lúc nãy mà mình có nói, bạn chọn Confirm. Ở đây thì bạn chọn mật khẩu lớn hơn 16 ký tự mà chúng ta đã tạo khi mà tạo ví các bạn nhé. Sau đấy bạn chọn Next. Nó hỏi là bạn đã chắc chắn chưa, thì bạn chọn Confirm. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đợi một chút các bạn nhé. Ok, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Hiện tại là sau khoảng 15 phút nhỉ, thì mình thấy là 15 trên 15 rồi. Ok, có nghĩa là đã về ví ngon lành rồi đấy. Bước thứ hai để thực hiện việc bán luôn các bạn nhé, thì chúng ta sẽ thực hiện vào giao dịch này, giao dịch spot các bạn ạ. Sau đấy bạn kéo xuống một chút. Ở phần giao dịch spot này thì có phần bên trái này là phần mua, phần bên phải này là phần bán. Chúng ta sẽ chọn bán. Thì các bạn sẽ chọn giá limit hoặc giá thị trường tùy bạn nhé. Đấy, một trong hai cái này là được. Thì nếu mà giá limit ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ đặt giá. Ví dụ như bạn đặt 1,5 đô các bạn bán. Đấy, thì bạn ở đây bạn sẽ chọn max này. Đấy, thì ví dụ như là mình có 8,9 luôn. Đấy, mình bán hết thì còn 8,9 luôn chẳng hạn. Đấy, thì nó bạn bấm bán ra thì nó sẽ chờ lệnh các bạn nhé. Nó chờ lệnh khi nào đến 1,5 thì nó bán. Hoặc là bạn chọn giá thị trường. Giá thị trường thì bạn bấm một cái thì nó sẽ bán luôn. Đấy, bấm một cái ở đây là nó sẽ bán luôn cái số luôn đấy luôn, khỏi phải chờ. Đó, thì tùy bạn chọn. Nếu bạn chọn chờ giá cao thì bạn chọn limit. Đấy, 1,5, hoặc là bạn kỳ vọng là 2 chẳng hạn, 2 đô một luôn chẳng hạn, thì bạn bấm vào 2, bạn bấm bán ra là xong. Đấy, đây là xong bước thứ hai các bạn nhé. Rồi ok, để rút cái số tiền này về tài khoản ngân hàng thì các bạn thực hiện các việc như sau. Đầu tiên bạn vào giao dịch, bạn sẽ chọn put. Bạn sẽ thấy thị trường P2P. Đấy, giao dịch người với người các bạn ạ. Bạn bấm vào cái thị trường P2P. Đó. Sau đấy bạn chọn cái phần bán này các bạn nhé. Rút về là chúng ta bán. Thì bạn sẽ chọn ngay cái người nào mà có giá cao, mà tỷ lệ thành công cao thì bạn bán. Bạn bấm vào bán nhé. Bạn phải biết giới hạn của mình thì các bạn mới bán được. Đấy, ở phần bán này này, nếu như bạn đã thêm tài khoản ngân hàng rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện ngay. Tuy nhiên, bạn chưa thêm tài khoản ngân hàng, bạn sẽ thêm phương thức thanh toán ở đây các bạn nhé. Sau đấy, chúng ta sẽ ở mục đầu tiên là chúng ta sẽ chọn bank account này. Thứ hai là chọn số tài khoản các bạn nhé. Đây là tài khoản ngân hàng các bạn nhé. Đấy, thì các bạn vào cái thông tin này, xong là các bạn chuyển cái thông tin ở bên này sang này. Thứ nhất là bank account number này. Bank account number thì các bạn sẽ gõ cái số ở dưới này nhé. Đấy, rồi tiếp theo là ngân hàng này. Ngân hàng là BIDV này. Tiếp theo là địa chỉ này. Địa chỉ ở dưới này, sở giao dịch nào đây các bạn nhé. Rồi ok, các bạn nhập hết thông tin vào như này. Đấy, sau đấy các bạn bấm gửi nhé. Nó sẽ rất là thông minh nhé. Nó lên cả tên này. Mặc dù mình không nhập tên mà nó vẫn lên cả tên này các bạn này. Đấy, rất là hay. Rồi ok, thì các bạn sẽ chịu khó vào lại một lần nữa này. Đây, mình sẽ mở lại để các bạn xem nhé, vì sao nhé. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái thị trường. Theo ở trong này là chúng ta sẽ chọn phần bán các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chuyển quỹ. Chúng ta sẽ chuyển cái quỹ của chúng ta là quỹ USDT này.
chúng ta sẽ chuyển số lượng. Số lượng ở đây là hiện tại là 71,75, chúng ta sẽ chuyển hết 71,75 các bạn nhá. Có thể chọn ở đây chất tất cả. Chúng ta chuyển sang quỹ OTC các bạn nhá. Sau đấy chúng ta chọn xác nhận, nhớ là chuyển spot sang OTC, chúng ta xác nhận. Sau khi chuyển thành công thì chúng ta sẽ thấy cái tài khoản của chúng ta có cái 71,75 đô ở đây. Và chúng ta sẽ thực hiện bán các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn một người giá phù hợp thì chúng ta bán. Thì chúng ta chọn một người có cái giá phù hợp ở bên trên. Đây, người này thực hiện 100% là thành công này. Bán ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn tài khoản của chúng ta. Nếu nhiều tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chọn. Như mình một tài khoản chúng ta sẽ bấm chọn tài khoản. Sau đấy chúng ta chọn tất cả nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ tính ra Việt Nam đồng là ở đây này. Ví dụ đây là 1,7 triệu này. Đó. Và chúng ta sẽ đặt lệnh bán. Tiến hành đặt lệnh. Trong vòng 20 phút, trong vòng 20 phút thì người bên kia họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản các bạn nhé. Họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản này đấy cho mình đấy. Thì mình sẽ kết nối với điện thoại để chúng ta xem cái chuyển lệnh. Đó, rất tuyệt vời, bên này đã có lệnh thành công các bạn này. Các bạn sẽ check tài khoản nhé. Đây 1707219 ở đây các bạn nhé. Đấy, tài khoản về đã có tiền về. Đấy, 1707219. Đó, nó sẽ về nguyên EC như này luôn. Đấy, tiền về luôn, tất cả 100% các bạn nhé. Không phải đi lòng vòng gì cả. Mình cũng làm cái video này để một số bạn chưa biết cách làm, để chúng ta thực hiện làm. Khá là đơn giản, nói chung là khá là đơn giản. Rồi, video hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì các bạn hãy cho một like, cũng như đăng ký kênh, bật chuông để có thể nhận được video khác từ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.